Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam Tết Âm Thanh. Hôm nay em giới thiệu các bác một cái lô mic mới về đợt 1, nó có 10 bộ thôi, nhưng mà sợ tiếp theo nó sẽ về rất là nhiều, nó tầm gần 100 bộ cơ. Mục đích em lấy thử đợt 1 là em thử cái tiếng của nó, sau đó em mới là nhập cả lô. Thì cái ấn tượng đầu tiên là cái mic này là hàng khá là cao cấp, có Đài Loan, hàng xịn nha các bác nhé. Thiết kế khá là đẹp, cao cấp, khẳng định là tiếng rất là hay, tuyệt vời luôn. Về tay mic, em sẽ nhận xét riêng từng về, thứ nhất là cũng nói về các bác và thương hiệu của nó. Cái hãng GTS là một cái hãng sản xuất mic khá là nổi tiếng của Đài Loan, hàng thương hiệu của Đài Loan. Hàng này thì nó không phải là hàng xuất, mà nó hàng vải, nó sản xuất, nó dùng trong nội địa của nó, cho nên mà nó không có tiếng Anh, toàn bộ là tiếng cựa hết, tiếng Trung Quốc. Cái dòng này và nó là toàn bộ nó là made in Taiwan. Hiện nay là cái model này, cái model là đây, US936KD này, cái model này ở đây nó gồm có mấy model các bác ạ? 936KD 909 này, đây nó có mấy model. Nhưng mà cái loại này thì nó dùng chung tay chung đầu, cho nên mà em không phân biệt. Nó là một, nó là cái US936KD. Thì hiện nay là các bác lấy cái thông tin là GTS này, thương hiệu GTS và cái model 936KD, các bác vào Google sẽ ra cái thông tin sản phẩm này. Hiện nay là cũng đang có nhà phân phối tại Việt Nam. Cái giá của nó khá là đắt các bác. Đây, khá là bất ngờ với cái giá này là 9.680.000, khá là hay, khá là cao. Cái mic này thì rất chi là hay, cả bảo bác là tiếng cực hay luôn. Thiết kế rất chi là cao cấp. Cái tí này em sẽ giới thiệu cho bác là những cái cao cấp của nó, cực kỳ là cao cấp. Thứ nhất, về cái đầu thu của nó này, các bác thấy là cái đầu thu của nó trên này sẽ toàn là chữ cựa thôi. Đây, cái gts.com.taiwan, cái TTWK tức là Taiwan, tức là công ty nằm tại Đài Loan, GTS. Đấy, còn mấy này là cựa em không biết. Đấy, trước mặt là có cái chữ in nổi GTS. Phía dưới có này thấy không? Có bốn chân để kê lên thôi. Ngoài ra nó có một cái chỗ này để chúng ta treo lên. Khi chúng ta treo, mặt trước của nó thì đấy, màn hình hiển thị khá là lớn, nhiều thông tin. Nó màn hình này là giống như màn hình điện thoại ấy, nhưng không phải là màn hình hiển thị analog giống như các cái dòng mic khác. Đây, giống như màn hình này là màn hình analog này, màn này là kiểu là màn hình đơn sắc, nhưng mà nó kiểu là nó độ phân giải cao hơn, nó kiểu giống như là màn hình của điện thoại ấy. Đây, các công tố nút này để tí nó chắc chỉ. Phía sau của nó thì có anten đi kèm. Đây, anten đi kèm với mic luôn. Đây, anten đi kèm với mic. Đây, còn cái đằng sau này là sẽ có tín hiệu ra là bằng 6 ly, có zin 2 kênh. Đây, cái made in Taiwan, nó sản xuất tại Đài Loan. Đây, hàng nội địa của nó nói chung là khá là xịn. Đây, có số seri. Đấy, mỗi cái đầu thu nó đều có số seri, trên tay mic nó cũng có số seri luôn. Đấy, nó là khá là cao cấp. Thực sự là cũng không phải là nó đơn giản, mà nó có cái mức giá hiện nay mới nó tầm gần 10 triệu một cái một cặp như thế này. Thực sự là cái chất lượng của nó khá là bất ngờ, tiếng rất là hay. Nó tiếp bán rất nhiều đồng mic, BBS, nó tiếp đánh giá dòng mic này nó tiếng nó ok hơn BBS, khá là hay. Có điều rằng là số lượng của loại này thì nó ít khi gặp, có điều là thế. Mic cao cấp mà khá là đẹp. Còn về cái tay mic, về tổng thể cái tay mic, cái lô hàng này thì phải nói rằng là nó cũng không được gọi là đẹp xuất sắc thì cũng không nói, nhưng mà tổng thể chúng ta nhìn có thể là chấp nhận được đối với một cái lô hàng vải. Nam tiếp cũng có băn khoăn là sẽ sơn lại, nhưng mà nghĩ rằng không cần thiết. Thứ nhất là nó sẽ mất đi cái thương hiệu của GTS, nó nhìn ngay ở trên đây khá là đẹp. Phía sau này nó sẽ có cái đây, tay là MH936K made in Taiwan. Tay thì phía trên này là nhôm này, còn phần thân dưới là nhựa, phía trên là nhôm. Đấy, các bác thấy là cái
Nói chung là tay về thế này là tổng thể là tầm trên 9 trên 80%, nói chung là đẹp, màn hình của nó khá là đẹp, nút nguồn to dễ bấm, các cái nút chỉnh đây cũng khá là dễ. Về cái tay thì có một số cái tay xấu thì nó cũng chỉ đến mức như thế này là xấu nhất. Đây giống như hai cái tay này thì nguyên xấu này nó cũng chảy chảy như thế này, nam tép cũng không giấu, không phải là đăng lên các cái đẹp để cho bác cái xấu nó cũng, để các bác hình dung là được, thực sự là cái lô hàng nó cũng đến mức độ tương đối. Nhiều khi là chuột đẹp quá gửi cho bác nó, thực tế nó không được đẹp thì các bác lại nói em đấy, em coi thực tế đây, đây là cái tay xấu nhất của nó, tay xấu nhất. Và cái tay là tương đối, nói chung là nó cũng đẹp 9 đẹp 10, nó cũng không phải là cái nào xấu. Đấy, cái tay rất chỉ là đẹp, yên tâm. Còn về cái con mic thì khá là cao cấp. Này có GTS này, trên phía trên nhìn khá là thiết kế, khá là nổi bật, đẹp, nhìn có vẻ là cao cấp. Đấy, thực sự là nó là cao cấp, dòng mic tầm hàng mới mà rơi vào tầm khoảng 10 triệu là mic cao cấp rồi. Nó cũng không phải là mic bằng tiền, mic tầm 10 triệu là khá là cao cấp. Còn phía trong đây là cái lắp pin, đây cái phần đuôi của nó đây, nhựa đây, trên đàn đông sơn tĩnh điện của nó, nói chung là độ sơn của nó là khá là bền, chúng ta sẽ chịu mài mòn tốt, mặc dù là cái này là cũng quá trình sử dụng rồi nhưng mà nó vẫn đang còn trên 80%. Nút bấm của nó khá là to, dễ bấm, bên ngoài bấm rất nhạy. Cái pin, cái này lắp pin thì nó đây, nó sẽ có gạt như thế này ra và chúng ta đặt pin vào đây, chúng ta đặt các cái pin vào như thế này thì đấy, xong rồi chúng ta đẩy cái này lại, đấy, đẩy lại đó, như thế này để pin nó không có bị rơi ra ngoài. Các cái khóa pin này khá là hay, chắc, bộ pin nó cảm giác rất là chắc, nó không có như có một cái số các dòng khác hoặc là mic khác là nó có cái lẫy giữa cái pin, một cái lẫy chúng ta dùng rất dễ là bị gãy, gãy đi thì bộ pin nó không được chắc, đa số là nó bị gãy nhiều, còn như nó dùng các cái lẫy giữa như thế này thì nó đảm bảo chắc. Không có lo bị gãy. Đấy, ok. Còn cái khá nữa là đặc biệt đó là cái các cái tiếp xúc, chân tiếp xúc bằng pin, nó không phải làm bằng thép không giữ giống như một số cái hãng khác mà nó mạ vàng hay mạ đồng, không biết, chắc là mạ vàng 9 con số 4 này. Đấy đó này. Cái này đảm bảo là tiếp xúc điện nó sẽ tốt, nó không có bị lỏng. Giống như là một số cái mic bình thường chúng ta thấy là nó sẽ mạ chrome, mạ ấy, thì trong cái thời gian này nó khả năng nó bị dễ reset, cái tiếp xúc này nó rất kém, nó dễ bị mất pin, lỏng pin và nó bị tụt pin, thì cái dòng này nó khắc phục được là nó mạ, và cái này nó nhìn rất chi cao cấp, mạ vàng ấy. Nên như chúng ta thấy là nó không hề không bị dỉ, đây mình rất là sợ không thôi mất đây, các cái lưỡi của nó dỉ của nó đang còn rất chi là tốt chắc chắn. Phía trên này nó sẽ có cái đây và cái miếng bông nút để nó giữ cái pin nó đập chặt hơn, chặt hơn. Đấy. Thì cầm hộp lưu hàng thì đây, giống như đây là các cái thông số của nó. Còn một cái điểm là cái tay của nó, cái tay của nó hộp dí này nó cũng có cái tem, đây là cái số seri của nó luôn. Như cái này nó bị mờ mất rồi. Để làm cho tháo cái khác cho bác xem. Có cái số seri ở đây nhưng mà bị rách rồi, giá mình giấy này đang còn đang còn vết, tháo một cái nữa để cho bác xem tiếp, chắc là có cái nào nó không đang còn lành. Cái này cũng bị rách rồi, nói chung là cái đó thì cũng không rộng, như cái này nó còn một phần này. Nó còn một phần số seri này. Đây. Nó cũng có cái tiền, cái chữ rốt giống như là B3 đấy, các bác thấy cái chữ rốt đấy. Đấy, hàng thì toàn bộ các cái đuôi này bằng nhựa, mặc đuôi nó bằng nhựa, các bác thấy là nó bằng nhựa nhưng mà không có bị nứt vỡ gì hết, vẫn còn đẹp, tất cả các cái đuôi đẹp hết, không có nứt vỡ gì, toàn bộ này
Còn trên đầu thu này thì mấy cái nút đây là cái nút này là nó cũng giống như BVS là nó này. Các bác ra để ý là đây này, bấm cái nút này nó sẽ nhảy cả hai bên. Tức là cái này là nó cài theo crop. Các bác hiểu rằng là hầu như là chúng ta dùng trong gia đình hoặc chúng ta không dùng đến, cũng dùng trong sự kiện. Khi mà chúng ta dùng một đầu nhưng mà rất nhiều tay, khi chúng ta lấy tay ra chúng ta có thể bấm crop một, tức là nó sẽ nhảy tần số cả hai tay luôn. Thì để nó bắt được luôn cả hai tay, thay vì chúng ta lấy một cái tay mới, chúng ta đi dò tần số cho trùng bên này thì chúng ta sẽ dò sẵn hai cái tay như thế này vào trong đây, rồi chúng ta lưu về một kênh đây. Khi chúng ta lấy hai cái tay này ra là chúng ta sẽ chọn một cái kênh group, một cái kênh bất kỳ đây, nó sẽ nhảy luôn cái tần số này lên và không phải dò lại. Thì cái đó thì chỉ dùng trong cái sự kiện thì nó dùng nhiều tay mic đỡ hơi mất thời gian chúng ta dò thôi. Còn nút này thì nó là âm lượng thôi, nhỏ. Nút này là thay đổi tần số để dò thôi. Mà nút này nữa là cài group này. Thế thôi. Toàn bộ là thế. Nút này là nút khóa. Nút nguồn khá là đẹp này. Coi nào, ấn giữ tắt. Bật lên. Rồi. Vâng, đấy là nó test giới thiệu về cái micro này. Thì bác nào lấy số lượng thì inbox nha. Gần cho bộ cho các bác thoải mái. Hàng chính thì khai luôn, nói chung là khá là hay, bao hay cho tất cả các bác. Ok, vâng, xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với Nam Tép theo số điện thoại trên màn hình. Vâng, cũng nhân đây Nam Tép mời bác nào chưa đăng ký theo dõi kênh thì các bác click vào cái nút đăng ký theo dõi kênh nhé, để được cập nhật những tất cả những cái sản phẩm mới nhất từ Nam Tép Audio. Vâng, xin chào.